bố, bê, ô, bộ, météo, m, e, mê, t, e, t, o, o, météo, météo. Xin chào tất cả các bạn, mình là Thanh. Salut, je suis Thanh et bienvenue sur ma chaîne. Hôm nay mình xin chia sẻ một phương pháp giúp học đánh vần ghép âm được dạy trong các trường tiểu học của Pháp. Phương pháp đánh vần ghép âm trong tiếng Pháp được gọi là la méthode syllabique hoặc là la méthode BABA. Phương pháp này giúp các bạn nhận biết được mặt chữ và đọc được các âm tương ứng, từ đó sẽ đọc được một từ và một câu hoàn chỉnh. Mục đích của bài và chia sẻ ngày hôm nay giúp các bạn hiểu được một cách khái quát cái phương pháp đánh vần ghép âm và từ đó không còn ngạc nhiên hoặc là thắc mắc khi mà nghe hoặc là đọc tiếng Pháp nữa. Chứ còn mình không liệt kê tất tần tật những cái âm ở trong này vì nó khá là dài và phải chia ra làm nhiều cái bài chia sẻ nhỏ. Mỗi ký tự của bạn chữ cái tiếng Pháp sẽ phát ra một âm khác nhau và các âm này không có một cách nào khác là các bạn phải học thuộc lòng. Thì bản chữ cái tiếng Pháp có 26 ký tự thì nó sẽ có 26 âm khác nhau và 26 âm này là 26 âm đơn. Đến đây nghe có vẻ đơn giản đúng không ạ? Nhưng mà nó không dừng lại đó. Nếu nó dừng lại ở đó thì nó không phải là tiếng Pháp nữa rồi. Một số ký tự khi kết hợp với nhau sẽ tạo thành một âm khác biệt. Mình cho ví dụ bố. Nếu mà mình phát âm từng ký tự riêng lẻ thì nó sẽ là B, Ơ, A, U. Nhưng khi ký tự Ơ, A, U nó kết hợp với nhau thì nó sẽ tạo thành âm O. Thì lúc đó mình sẽ phát âm là B, U, Bộ. Thêm một ví dụ nữa, content, content thì nó sẽ được đánh vần ghép âm như sau. On thì nó sẽ tạo thành âm ung, si, ung, cung. T thì nó là một âm đơn là T. Và un nó sẽ tạo thành âm mũi. On thì nó sẽ là T, on, ton. Và cái chữ T cuối cùng của từ đó sẽ là một âm câm. Thì mình không phát âm thì nó sẽ là xế, ống, cung, tế, ống, tón, cung tón. Các bạn hãy tự đánh vần từ này nhé. B, A, ba, T, O, tô, ba, tô, âm, ba, tô. Và một trường hợp khác nữa đó là một âm có thể được tạo ra bởi sự kết hợp của nhiều cái chữ khác nhau. Mình cho ví dụ về âm E nhé, thì nó sẽ có rất là nhiều sự kết hợp để tạo ra cùng một âm E. Ư có dấu sắc, Ư accent aigu thì nó cũng đọc là E. Ư Z cũng tạo thành E. Allez, allez. Ư R cũng tạo thành âm E. Allez. Ơ S cũng tạo thành âm E. E. Ơ D nó cũng đọc thành E. Ví dụ Pie, Pie. A I cũng đọc là E. Ví dụ Irre, Irre. Và điều cuối cùng mình muốn chia sẻ đó là trong tiếng Pháp nó có khá nhiều là âm câm. Âm câm là những cái âm mà xuất hiện trong một từ nhưng mà nó không được phát âm. Lần sau mình sẽ chia sẻ một bài riêng về âm câm. Tóm tắt nội dung chính của bài chia sẻ hôm nay có 4 ý chính. Thứ nhất là một ký tự của bảng chữ cái sẽ tạo ra một âm khác nhau. Một số ký tự kết hợp với nhau sẽ tạo ra một âm riêng biệt. Ơ, a, ư sẽ tạo thành ô. Ô, n, ung. Hoặc là ư, n, ong. Một âm cũng có thể được tạo ra bởi sự kết hợp của những chữ khác nhau. Âm câm là những cái âm mà xuất hiện trong một từ nhưng mà nó không được phát âm. Nếu các bạn thấy chia sẻ này hữu ích thì hãy cho mình một like hoặc là chia sẻ để nhiều người cùng biết đến hơn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong các vlog sau. Xin chào.